rồi một lúc cái da nó cháy rồi nó chín trong nó không chín cho ấy. Thế là có nhiệt rồi. Nó bàn được ngoài này là nó ẩm này, đất là nó ẩm này, nó không có nhiệt. Nó còn chưa ấm. Ẩm không nhiệt. Bố con làm gì cũng không? Yêu cầu cháy lên nhưng mà lại yêu cầu là phải đỏ bên trong. Và nấu cơm, nấu rau muống, rán cá kho, cá rô phi. Rán cá đi, rán đi, rán đi cá. Cháu còn bảo cả nhà nó ăn cơm. Cả nhà cái gì gà của nó thì giả nó chứ, cả nhà thì anh nhở hơi à. Quay cho nó. Tại nó làm nào làm việc của nó chứ. Mình video. Cơm rồi. Ở trong nhà không ăn cơm đâu. Nó sang thì đây nhà nó chán rồi. Con chó cứ đúng hè mà không đi đâu. Đái đời trong bếp. Cứ ở bếp đái. Đấy, chuyện lòng mấy mẹ cắt cái nó đái. Ăn lắm ỉa nhiều. Trường ơi. Rồi, ba nấu cơm rồi. Quỳnh, mỗi góc nó làm ổ lên này, vun. Đây là nó vun. To này vẫn vun để mấy cái điều kiện thì nó vun. Mấy cái bây giờ mầm kia phải chặt đi bỏ đi. Mấy cái keo to bên trên này. Của nó của nó dọc một đoạn thôi còn đâu của bà Thoa. Đấy của nó đến cái chỗ nó làm đây này. Sạch sạch đây là ô hai ô này của nó với của Trang mỗi đứa 5 mét. Tiền. Bán đi. Không có tiền. Bán đi. Bạn X cũng không có tiền. Bán đi. Bán tiền đấy. À, mai đi rút tiền mua áo này. Quần áo đầy không mà khen để mua quần áo. Hôm nào rảnh thì đi. Thời gian đâu mà đi. Thế mặc cái gì? Mặc cái quần áo đầy thế. Đó, hè nóng. Chứ bao giờ hè cũng tính. Mai rồi. Mai bao giờ hè cũng tính. Cái gì bao giờ hè, hè rồi, còn bao giờ hè. Chưa hè. Đây quần áo mặc 4 mùa rồi. Quần áo vợ mua rồi.
bên trong với hai lá mỡ ở bên trong. Thì giờ nó mới chỉ ra. Là ranh mất em khi ta tuổi 20. Cho dịch xuống tí. Để cho nó ấy cái mông này. Bên này nó không có lửa tới dưới. Thì thời gian bữa bọn nó đi học thì mình đã biết quay ở đâu nhỉ? Đâu được nhỉ? Nếu ai quay cùng đủ cố nhanh thật đấy nhỉ, sầm luôn trời xuống này. Ôi ôi dương ở đứa kia nào, dương ở đứa kia thế nào, mình đã dân tộc hơn, nó dân tộc hơn mình. Hôm nay vô quá, hôm nay mẹ em mua cua về để nấu canh cua, nó cho nước vào xào trước chị ạ, là xong, xong rồi canh cua ấy thì mẹ bố em lọc cho rồi. Việc cho lên nấu thôi. Nấu xong đến lúc sau bố bỏ nước đâu, nó bỏ nước đây ai ăn thì đổ vào. Mẹ em bảo đi chợ, không biết là đi chợ. Mình không biết thì mình phải học tập đi. Mẹ bảo em bảo chị xuống chuẩn bị xuống đi. Để con kèm nó không thì không biết làm cái gì. Nhầm cứt. Một là làm luôn kèm đi. Làm gì thôi được rồi, được kèm gì thì làm gì chứ. Đâu xuống chỉ ấy thôi. Xuống chỉ chẳng hạn như hàng họ lần trước mình để đâu hay là loại như thế nào mình bảo nó để nó ấy thôi. Bảo thế khi không xuống rồi chị xuống chị làm như gần Tết. Sao không bảo nó bảo là ôi giời giờ xuống thì bảo chứ chị xuống đây chị ngủ nha. Bố bảo đưa vào bà bảo hỏi nó chả nói gì cả. Còn đứa ấy đây, thế cái đứa kia xuống làm bán quán ấy chưa? Có mỗi mình nói được ít. Cái này đang làm bán này.
chịu ví dụ tiền anh làm ra để em chịu hàng đấy, em làm được cái hàng đấy, hiểu chưa? Nhưng quan trọng là có bán được hay không. Thì dần dần em hiểu chưa? Ai chả biết là dần dần, nhưng mà Facebook nó dạo này không hoạt động bất cứ một cái gì cả, mấy ngày rồi, 4 năm ngày rồi không lên Facebook. Mai kia bảo ông Sơn nó live stream xong rồi nó ấy vào chỗ không cái gì đâu, live stream nó tap tên một hai buổi vào, nó bảo kết bạn người này kia vào. Sáng như là 2 giờ trưa thôi này. Sáng rồi, xem video là tối rồi. Bình thường là thế thôi. Ui anh không bỏ cái bát mỡ ra. 12 phút. Giờ mới được 12 phút. Ui giật giật. Cái gì nãy 3-4 con liền. Đấy. Anh vàng luôn. Cái anh này, cái nửa tre thì vàng một cái mông này. Đang em anh ngực đầu. Có mông này. Sao nó vàng theo đúng một cái khoanh đấy luôn, mà cái khoanh dưới luôn mà. Than này bây giờ đều đầu ra phát tắt luôn. Sao gần gần là cái chỗ bên dưới cái mông ấy. Tại sao lại vàng thay thuốc cái tiền này? Cho anh đi ăn học lớp về mua cho mình cốc trà sữa, rốt cuộc là mưa đi về thẳng hụt mất cốc trà sữa. Bà mống học lớp bỏ ai là ba mống, ba mống mới mống nữa hai mâm nữa. Phút nữa mà tối đen. Thôi anh ơi, tụt vội rồi. Ui ui chim này. Ui chim này. Cứ thần quay à. Đi đâu nhá, ui nhớ à. Đi
Chứ là chỉ kim di cư giờ nó về đây. Di cư gì? Về từ trưa rồi. Đỗ ở mệt em bãi đi kia rồi. Lấy cả đăng bài. Lấy có phải lấy đèn ra đây không? Sơn. Không nữa. Cái này quay tối nó vẫn sáng mà. Kim kim kim. Kim kim kim. Đi mỡ vào. Ấm cạ, ấm cạ, ấm cạ. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Sư khu á? Khu á bác, ít ao còn ngay như ao một tí. Ao nhỉ? Ao bảo quyền làm gì ao nào? Đấy. Ao đến gì có ao nào? Ruộng đấy, mấy cái ruộng gì? Thì giờ mới mua xong đục ngào, lấy đâu đi soi cua hôm bây này? Bây giờ soi thỏa mé. Nếu mà ông soi cua, ông phải đi soi ở trên chỗ nào khô, nước nó nổi lên thì được. Không chú định là đi một phép tí nữa về, rồi soi qua mình theo chỗ dùng lợn này hết thêm rồi. Không đục đâu, lại cứ đi kiểu theo thôi. Cắm về đây không? Ủa, một cái món gì đây ông ơi? Đi vào ơi. Anh có cái món này để ấy. Gọi đèn em ra để sáng này. Gọi đèn em ra để sáng này. Xem máy. Có đi. Ôi nhỉ, cái que này thế néo là lắm kiến thế. Bật lên. Cái bóng này nó không sáng trực tiếp luôn được không? Không. Bóng nào? Nó là sáng cảm hứng thì làm sao trực tiếp được. Mà nó cũng chả hơn. Giờ anh có lấy đèn xe bật từ sân gọi thẳng ra đây. Nào lấy đèn xe đi. Ừ. Em được. Nhưng mà vào lấy cái đèn này ấy, cái đèn tổng bố mua hôm qua ấy. Thế thì cắm trà cái bóng điện vào hôm nay cho con thấy con dây điện kéo tận đây đi. Thật là cái bóng câu đấy. Quảng về ngủ được tí nào chưa? Đầy bóng ở trên nóc chạm. Để câu phát ra đây có trên nóc chạm. Trên nóc chạm có đuôi không? À, tháo luôn cái bóng à, ở tháo luôn cái bóng ở ngoài kia, ngoài chỗ bếp. Đấy, tháo ở chỗ bếp đi. Con cắm điện nữa. Đấy đi, mẹ con cắm đi, ta đi ủ mấy phút nó vào. Bây giờ chưa có được ăn đâu, chưa chín đâu. Không phải như ý là bây giờ chưa ra đâu, đừng đi. Tầm nào 11 giờ nó mới ra. Hôm nọ cháu đi ấy, hôm điện cháu đấy xong về đây hai con mì sau, hôm đấy cháu đi cháu bảo sớm nó có đi đâu mà. À ốc thì nhặt thì được. Ốc thì lúc nào nó chẳng cố à. Nếu nhặt ốc tối không bằng nhặt ốc sáng sớm. Sáng sớm ấy. Vâng. Nhặt sáng sớm sớm hơn. Anh Minh thì sao con gà này nó lại vàng một khúc mà nó lại bỏ lại một khúc cái gì? Đúng đều một khúc luôn. Cái nước nó chảy mà. Nước mỡ nó chảy. Chắc cái đoạn đấy đúng rồi, đoạn nước ở đùi nó chảy ra đấy, nó không khô được. Chỗ nào mà nó chảy nước là nó cháy. Nó cháy thì nó đen, còn chỗ nào mà nó mà bị nước nó cứ chảy đều đặn thì nó không chứ. Nói chung nước da trắng này chín. Nó chưa ấy được. Chín rồi. Cứ nước da trắng là chín. Chỉ cần có mỡ trong, có mỡ lắm, mỡ nó chảy được ra là nó chín. Bây giờ làm mỡ con đỉnh. Từ nãy giờ nó chảy. Cạc cạc.
Ôi trời, mày đi tầm hơn 3 triệu không chúng con nào mẹ cái thật. Năm hôm trượt tính ngót nghét vào 9 triệu. Trời ơi. Con ếch này thằng nào nó làm ở trong kia một lúc với ông nó kêu âm nó chạy đi. Đéo em làm nữa. Bà thua 3 hôm mất hơn 30 triệu mẹ trúng được hơn 30 triệu quay gỡ được mình chết thạc cứt này. À. Thì bà nhà cháu bố mẹ trúng được hơn 30 triệu quay gỡ lại được thì cái cháu chết thật. Thế nhà cháu trúng được rồi thì gỡ gì? À. Hơn 30 thế là ngon, thế là hòa nhau, thế mà ông cứu bà cứu ông à? Đâu. Nhưng vẫn lỗ 9 triệu. Nhà cháu thì hòa, nhà cháu thì chưa. Cắm xuống, tới đây mang lại để mới như cháu cắm hộ chú có dẻo đẽo nhọn cái đầu đi. Mình nhỉ? Đây thì sao đây mới nhỉ? Đây, sao đây? Đây để kéo. Sao đây cháu cắm xuống đã, đẽo cắm sao, cắm hơi nghiêng nghiêng, đẽo cắm nghiêng nghiêng đi. Bà nào hôm nay là đất nó ướt mình ạ. À. Đất này nó ướt này nó đây, cắm tốt rồi. Ra đây cắm ở đây tốt. Về nhanh không biết đâu. Cắm tốt này cũng được, cắm sâu xuống được. Bảo cái giới. Đến giờ của nó chỉ ngủ một lúc là nó tỉnh thì thôi. Cứ cho nó tỉnh đây là được. Này, này. Anh xem máy bao phút rồi? Được. Ê, cái quần này hắn nó hơi bám cái đó. Sáng rồi, sáng ạ. Nó còn cái ghế kìa đây. Thôi. Chứ bây giờ để chỗ này được chưa? Có cái này cần chỗ nào hơn rồi. Thấy máy rồi, thế rồi, máy thấy thôi. Đừng thấy bóng người. Cảm ngồi thế thì có cái này nó đỡ. Không, ngồi bên này thì máy kia soi điện không thấy bóng gì khóc. Cái này thở máy. Chân làm sao? Bật quạt cho nó nóng vã mồ hôi nhá, bật quạt xem nó xuống hậu nó cho nó đèn xong nó khắc chống nó đứng lên một tí diều gã đập đít xuống. Mày có vô đỡ nhanh không thì vỡ mồm. Giờ toàn vịn theo thành một, đứng lên thôi anh ạ. Một phát là đứng thẳng lên đấy, khác một mình nó khác đứng đúng rồi đấy. Đứng ngồi chỗ này nó đứng ở trong cái ghế ấy, đứng phát lên. Đây nó không vịn mà, như nó đang ngồi đất cứ một phát nó đứng lên rồi đấy. Trốn bò là tốt. Cũng vẫn bò đấy, nhưng mà ý là nó trốn ít. Bây giờ sợ gì bẩn, nó phải như trước nền đất nó bẩn như giờ. Trong sân thì mình quét cát sạch bóng. Bò lùm một. Chiếc bò ra đây, đã có cái vòng của ấy rồi này. Đấy chặt rồi ông ạ, mua con mua từ nhỏ ấy. Hôm nay chú mới đi đâu đùa chắc ông kêu ta chật còn chuẩn bị thay rồi bây giờ ông mới đi kêu là mặc áo dài không vén lên là không, thế, nhìn, thấy. Không nhìn thấy giờ ông mới bảo này mới mua chật rồi có đang chuẩn bị thay vòng rồi. Kim cô ở đây rồi này anh ạ, phải làm cái vòng chân nữa. Không con gái thì cho đeo vòng chân được, con trai không đeo. 5 phút nữa ông chết mở nhạc to cho bọn này biết thế nào là nhạc. Vòng kim cô chiều mở nhạc áp mình đã bức xúc. Ở đâu? À mở bên khu tận bên nhà ông canh đây nghe tiếng á. Nó vẫn thu cho thấp xuống đi cho bỏ hòn gạch ra đi. Nó nhỏ hơn em. Cho con bỏ cái hòn gạch, bỏ hòn ấy ra, bỏ hòn gạch ra. To thì em chả quay à em. Cho hòn gạch sang bên chỗ Phượng, còn cái bên này bỏ hẳn ra. Bên kia thấp rồi. Không, thấp chín rồi. Bỏ hẳn cái hòn ấy ra. Đấy, bên kia bỏ hẳn ra. Cháu nhìn thấy nó bên kia bỏ hẳn ra. Nhìn thấy ở cái đùi mà chảy nước trắng. Con cứ bỏ hẳn ra, ta bảo bỏ hẳn dưới kia ra. Ông quay nữa. Để bên kia bỏ hẳn hòn cây ra cho thấp hẳn luôn đi. Lại cây bên gạch vào đấy thì... Bỏ hòn đấy, đặt hòn gạch vào cũng được. Đấy. Cao quá, lại để cao được quá, tao không để ý. Không, chín rồi. Bỏ hẳn hòn gạch ra, bỏ ra. Xong rồi cây thấp tướng. Lắm, chạm chân. Chạm không? Đã chín rồi, quay có vàng tí nóng. Quân vào trong kia chơi máu, không còn muốn về, chị biết. Thôi chơi nước ngày hôm nay thôi, mai về ngày kia đi học mà. Cho phải đi học đi. Nay mùng 1, mai mùng 2. Trong đi ghế cái ngồi kia. Ôi ngồi trống đi. Em phải tắt cái đèn pin kìa. Vứt đi ghế đi kìa. Mùng 4 là bắt đầu đi học. Không ngồi ghế này. Mùng 4 là bắt đầu đi học thôi. Nhưng mà học mỗi buổi sáng thôi. Bây giờ là lớp đấy là bây giờ bọn đấy là nó cho học đấy. Đấy, nó cho học. Rơi vào trong kìa. Ở bên ngoài anh ạ. Kê, cháu kê lên một tí cho nó cao hẳn lên một tí. Cao tí để cho cái chuối nó ở.
Đây đây, bên cây này. Đó đây. Đây bên cây này. Ui giời ơi. Ui trời ơi. Đi trong kia lúc em rồi, trong kia bọn nó phải như rửa đít. Khánh trưa nay bảo chú bảo tối sang đấy, nhưng mà mẹ khen vì những ngôi ghế đấy. Không, mình đi sang mình đi xoay thì vào nhà ông làm gì. Ừ, ý là xoay sang đấy, nhưng mà ý là mình ngại bây giờ sang đấy là nếu biết xoay chỗ leo ruộng đi. Toàn ruộng cỏ toàn lúa tốt thôi. Sang chỉ mỗi vào cái eo với cửa nhóm Khánh là cho thêm mốt eo đấy. Vẫn chưa được tốt đây. 3 phút nữa. Sao cùng chân. Đi xe máy sang tận đấy gì? Đi xe máy sang đấy xong coi cửa nhóm Khánh ngược lên đi. Em là định muốn ngắm trăng á. Đi sốc, sốc ấy nhỉ? Ông thích đi thì cháu đi để bà cho bà khuyên mai bà đi vãn cháu. Hôm nay bà đi bà mất được này. Bài đi bắt ngày á? Dạ. Cua thì chỉ móc thôi, còn ốc thì ngày đi nhặt. Chắc bắt ở trong đấy. Bắt ở trên trên chỗ nông trường ấy, chỗ cái mương mương mà tắt qua đường tàu đấy không? Ừ, cái đoạn đấy nhiều mà. Mấy mương cái bọn nó câu cá. Chỗ đấy nó vẫn sâu mà. Em nhìn trên ở trên nằm nhìn nhìn có cái gì mà nhìn lên tới thích bò hả? Đảo. Biết thế để cái bóng điện ở ngoài này sao nó chỉ sáng nha. Để thế vào cái bóng điện ở màn hình. Dán cá đây. Dán chưa? Nó không sáng được vào trong. Dạ mình dán chưa? Thế là cứ cái nào đủ thì thôi à? Ê, 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 chơi bẩn rồi. Không. Chơi bẩn rồi. Con cũng đến giờ mâm nó đi nhỉ. Để mâm mâm nhá. Chắc là bụi ngọt rồi. Cái bột bột nó nguội thế. Con đi về mâm mâm á. Để mâm đi. Ui giời. Ui giời. Mang sang gì? Để đây một con mình uống rượu chứ mang đi đâu. Bà mang sang đấy. Mang sang đấy bà khuyên đừng quen cháu không. Thôi cứ băm một nửa, băm một nửa mang cho chị mới bá, còn một nửa bố với Minh gì không? Mà khuyên thì canh cua rồi. Xong là tẹo nữa băm.